Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn đã biết, Quang Minh Audio đã khai thác được rất nhiều cái dòng dây tín hiệu hay là dây loa của Nhật bãi xịn, có rất nhiều clip đã giới thiệu cho anh em chỉ từ 20k một mét hoặc là những bản cao cấp nhiều mã khác nhau. Và hôm nay thì Quang Minh khai thác được một cái cuộn dây, một dây bãi Nhật xịn, dây này rất là chất lượng nha anh em nha. Cốt dây nó cũng vừa phải này, không phải to quá cũng không phải nhỏ quá. Dây thì dây màu đen, dây khá là mềm anh em nha, dây rất là mềm nha. Anh em mà cần bao nhiêu mét cắt mét cho anh em. Dây thì sẽ có đầy đủ cái thông số trên dây. AVKM E41447 V Style 2586 105C VVK Proteria RT Eplex 5B LF4C nhân 17 AVKG. Đấy, cái bản 17 AVKG này có một số clip đã giới thiệu cho anh em. Bốn nội dẫn với bốn màu khác nhau, đen, xanh, đỏ, trắng này. Bản này thì anh em có thể chơi những dòng loa full hoặc là dòng loa bass 30 40 50 đánh rất là ok. Cái cốt dây phía trong để anh em thấy được cái vỏ ngoài và cái lớp lõi phía trong. Và cái dây, những cái dây của Nhật này thì không bao giờ bị chuột bọ nó cắn anh em nhá. Anh em cái kho của dây của mình rất nhiều nhưng chưa bao giờ bị chuột bọ nó cắn. Không biết được cái lớp vỏ bằng cái vật liệu gì mà chưa bao giờ bị chuột bọ gặm nhấm. Đó, đây là cái lớp cao su ngoài, lớp vỏ ngoài màu đen này, dây khá là mềm anh em nhá, rất là mềm này. Và sau cái lớp vỏ ngoài là đến một cái lớp chống nhiễu, lớp da chống nhiễu mạ bạc anh em nhá, rất là sáng, cực sáng này. Chống nhiễu mạ bạc thật sự tốt, cái lớp này phía sau. Và kế tiếp là đến lớp giấy chống ẩm, giấy chống ẩm, và sau lớp giấy chống ẩm là bốn nõi dẫn kèm theo những cái sợi dù chống nứt, và bốn nõi dẫn được xoắn chiều nhất định, bốn nõi bốn màu khác nhau, đen, xanh, trắng, đỏ, và những nõi được bọc tuyết lông chống cháy, chống nhiễu cực tốt. Đấy, mỗi sợi là bọc tuyết lông này, màu đen, màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Cái đặc điểm của cái dây tuyết lông này, cái vỏ lõi tuyết lông này anh em biết rồi đấy, là chống nhiễu và chống cháy cực tốt, không bao giờ bắt lửa anh em. Đấy, đốt trên ngọn lửa anh em xem. Đó. Đó. Bình thường những dây bình thường ấy rất là nóng, nó chuyển nhiệt rất tốt. Bình thường những dây bình thường anh em mà đốt trên ngọn lửa này nó sẽ bắt lửa. Đấy, bắt lửa rất là tốt, nhưng cái dòng dây tuyết lông này thì không bao giờ bắt lửa. Vỏ vẫn còn nguyên. Đấy. Khá nóng anh em ạ. Rất là nóng này. Lớp vỏ này, tức cái lớp vỏ này để anh em thấy cái lõi dẫn ở phía trong. Đấy. Lớp bọc vỏ tuyết lông này khá là chắc chắn và dày dặn này. Đấy. Lõi mạ bạc này thì cho chất âm rất là sáng anh em nhé. Bát thì lực sâu, mít thì ngọt, và đặc biệt giải xếp cực sáng. Mỗi một sợi gồm rất nhiều bó, và mỗi một bó này thì nó sẽ gồm rất là nhiều sợi, sợi tơi và mềm này, lõi mạ bạc tơi và mềm này. Đó. Và anh em mà chập vào, ví dụ anh em DIY, anh em sẽ chập hai sợi vào một cốt dây khá lớn anh em nhé, nó rơi vào tầm 2,5 đến 3 ly. Cái dây bốn nõi dẫn bọc tuyết lông này, bốn nõi với bốn màu riêng biệt này, đen, trắng, xanh, đỏ này. Nó dẫn lõi mạ bạc này, có cả chống nhiễu này. Đấy, bản này 90.000 một mét, anh em cần bao nhiêu mét yêu cầu Quang Minh cắt cho anh em. Đó, chỉ có 90.000 một mét thôi, cải thiện chất âm cho mọi bộ dàn âm thanh. Bát thì lực sâu, bên cạnh đó mid thì ngọt và chép thì cực sáng. Anh em nào cần DIY đầy đủ bộ cho anh em, ví dụ như bộ 2,5 mét mỗi vế, hai vế tổng có 5 mét, chỉ có 450.000, tặng thêm co nhiệt. Đấy, tặng thêm co nhiệt cho anh em có thể tự tay mình về DIY, và anh em cũng có thể là yêu cầu DIY cho anh em bọc co nhiệt đỏ đen chia âm dương cho anh em. Và anh em nào mà cần đầu rắc thì Quang Minh sẽ có rất là nhiều đầu rắc để cho anh em lựa chọn, bắp chuối, càng cua, mỏ chim, hoặc là rắc cho lo phun chuối bãi này. Giá tốt nhất cho anh em chỉ có 25.000 một chiếc. Ví dụ bộ 4 chiếc loa, 4 chiếc âm ly, tổng là 8 chiếc, chỉ có 200.000 thôi. Đấy, miễn phí làm cho anh em rồi, hoàn thiện đồ đen, hoặc là mỏ chim này, mỏ chim cứng, mỏ chim mềm này. Ở đây mỏ chim mềm, mỏ chim cứng này, mỏ chim mềm sẽ đắt hơn mỏ chim cứng, hoặc là càng cua đây. Đấy, càng cua to cũng nhỏ, hoặc là dòng bắp chuối cao cấp, bắp chuối của Hitachi đây. Đấy, rồi có anh em là yêu cầu, rồi có anh em là dùng lo phun thì có chắc lưu trích này, giá rất tốt, chắc lưu trích chỉ có 25.000 một chiếc thôi, giá cực tốt cho anh em đó. Và anh em là cần bao nhiêu mét thì có thể liên hệ với Quang Minh nhé. Đó. Và mọi thông tin quý vị và các bạn, các bác của anh em có thể liên hệ với Quang Minh 0944737321. Anh em nào ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm ở Đống Đa hoặc Hoàng Mai. Đó, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn, các bác của anh em trong những video clip kế tiếp.